chè dây được đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc khám phá và sử dụng đầu tiên. Nhờ các nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam, xác định trong chè dây là một cây thuốc mộc hoang chưa có tên trong danh mục cây thuốc Việt Nam, đã trở thành một vị thuốc quý được nhiều người sử dụng. Trong chè dây, các nhà khoa học Việt Nam đã tìm thấy hai hoạt chất quý là chất flavonoid và chất tannin. Đây là những chất có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, làm giảm viêm niêm mạc dạ dày và đặc biệt là có tác dụng là diệt xoắn khuẩn HB. Chè dây có mùi thơm nhẹ, tính bình chứ không có tính hàn hay là thấp nhiệt như các loại chè khác. Do vậy thì chè dây có thể sử dụng lâu dài thay cho nước trà hàng ngày. Theo kinh nghiệm dân gian của các đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc thì chè dây có công dụng là thanh nhiệt, tiêu viêm, giải độc. Đặc biệt là chè dây có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh như là viêm loét dạ dày, nhiễm khuẩn HB, viêm hàn vị dạ dày rất là tốt. Thừa kế các kinh nghiệm dân gian thì các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và kết luận chè dây có những tác dụng chính như sau. Giúp điều trị ở hơi, ở chua, đau rát thượng vị, giảm đau, làm liền sẹo và diệt khuẩn HB, giảm viêm dạ dày, hàn tá tràng. Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tác dụng điều trị viêm hàn vị dạ dày rất là tốt, tác dụng giải độc trong cơ thể, tác dụng an thần, điều trị mất ngủ, tác dụng ổn định huyết áp, điều trị huyết áp cao, tác dụng thanh thử nhiệt, tiêu viêm, giải độc, thường được dùng trong các trường hợp là điều trị bệnh như là vị thống, mụn nhọt, tê thấp. Qua thực tế sử dụng của nhiều bệnh nhân thì cho thấy chỉ sau từ 8 đến 9 ngày sử dụng chè dây thì có đến 90% bệnh nhân đau dạ dày, hết đau, thèm ăn, có cảm giác ăn ngon miệng và người dễ chịu hơn. Sau 2 tháng sử dụng chè dây thì có tới 55% bệnh nhân hết đau dạ dày và liền sẹo. Đây là một tin vui cho những bệnh nhân mắc bệnh viêm dạ dày. Cách sử dụng chè dây thì cũng khá là đơn giản. Mỗi ngày bạn chỉ sử dụng từ 60 đến 70 gram, pha như là nước trà, uống thay nước hàng ngày. Nếu chè dây không như là chè xanh, nó không có màu xanh, chỉ có màu như là màu cánh gián, có vị ngọt, rất là dễ uống. Nhiều người lầm tưởng màu trắng ở trên cái chè dây là như là bị mốc, nhưng không phải, đây là phấn của cây chè dây. Do khi phơi khô thì trà sẽ tạo nên màu trắng này. Chè dây ngon là loại trà có nhiều phấn trắng, trà có mùi thơm nhẹ, nếu có mốc hoặc là không có mùi thơm là loại trà kém chất lượng. Đến nay thì các nghiên cứu của các nhà khoa học từ thực tiễn cho thấy chè dây không có tác dụng phụ, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng chè dây để làm thuốc. Công ty Thảo Dược Đức Thịnh là một đơn vị chuyên cung cấp cây thuốc nam tại vùng núi Tây Bắc. Chè dây do Thảo Dược Đức Thịnh cung cấp là có chất lượng rất là tốt. Sản phẩm được chúng tôi thu hái hoàn toàn từ các vùng núi của tỉnh Cao Bằng và được chế biến hoàn toàn theo phương pháp truyền thống. Bởi vậy, chè dây của chúng tôi rất là sạch và an toàn khi sử dụng. Để liên hệ mua chè dây thì bạn có thể đến trực tiếp công ty Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.